Bây giờ hay giờ sang ở nơi ngã tư đường, ta ngồi bên cạnh nhau lặng im ngắm phố phường. Trong lòng em giờ đây từng cảm xúc bất thường, but I just can't see. Anh hỏi em giờ đây rằng anh biết làm gì khi người anh từng yêu giờ đây đã chia ly, mang theo con tim của anh mà chẳng nói câu gì. But why can't you see? Oh baby, sao anh không nhận ra sau bao nhiêu ngày qua khi người mà anh luôn luôn cần bên không thể mang cho anh từng cảm xúc như em làm, như em làm. Sao người đành đã yêu vội vàng, em mới là người yêu anh. Sao anh không nhận ra cô ta đâu còn yêu anh như ngày hôm qua anh từng mơ, không còn quan tâm anh từng ngày giống như em làm, như em làm. Tuy là người đến sau muôn màng, lên bờ vai của em khóc một mình. Bao lần vì người đó mà anh đã hy sinh, chỉ muốn nắm lấy bàn tay của anh khẽ nói rằng em thương anh rất nhiều. Mà vì sao con tim này không thể nói, tuy rằng hai chúng ta đã bao lần đi chung nhau một lối, nhưng sao bây giờ đây từng cảm xúc không nên lời. Bởi vì trong lòng anh vẫn luôn yêu người. Oh, oh. Sao anh không nhận ra sau bao nhiêu ngày qua khi người mà anh luôn luôn cần bên không thể mang cho anh từng cảm xúc như em làm, như em làm. Sao người đành đã yêu vội vàng, xúc như em làm, như em làm. Sao người đành đã yêu vội vàng, em mới là người yêu anh. Sao anh không nhận ra sau bao nhiêu ngày qua khi người mà anh luôn luôn cần bên không thể mang cho anh từng cảm xúc như em.